Hello, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có mặt trong chế độ đó là chiếm cứ điểm nha. Hey, xin thông báo cho anh em một tin buồn, đó là từ 11 giờ đến 19 giờ ngày hôm nay thì game Free Fire sẽ cập nhật bảo trì để có thể là sau 19 giờ ngày hôm nay chúng ta sẽ có phiên bản mới OB22 để chơi nha. Ui, khá là thú vị phải không nào? Tôi đoán anh em cũng đã chờ đợi điều này từ rất là lâu rồi. Và trong phiên bản OB22 thì các bạn sẽ không còn lạ lẫm gì cả với nhân vật Warrap, cũng như là chúng ta có Pet Đại Bàng nhờ. Yo, thì không để cho anh em phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta đến với chế độ chiếm cứ điểm ngay bây giờ. Đối với chế độ chiếm cứ điểm thì nó vô cùng là đơn giản thôi, cách chơi thì nó cũng rất là dễ. Ui thanh niên, làm sao thế hả? Hey, rất là dễ thì ok, một kill đầu tiên. Nhưng mà chế độ này thì nó sẽ không tính kill đâu nha mọi người. Mau chơi không chơi mày đứng đây đơ cả người ra. Xong rồi mấy đứa đứng chụp ảnh thế thì u dồ, đội bạn chơi ngáo quá cơ. Chỉ đơn giản là chế độ chiếm cứ điểm này á, các bạn đi đến khu vực cứ điểm. Hiện tại thì cứ điểm sẽ là điểm A nha mọi người. Các bạn cố gắng đứng đó cố thủ lâu nhất thì ok. Đơn giản là anh em sẽ được cộng cái điểm ở trên thanh trên cùng nhá. Hiện tại thì team mình được 11 điểm rồi, và điểm thì nó vẫn tiếp tục tăng lên luôn nha. Đang có người ở điểm A, thế nên là mình cũng không cần phải qua đó. Chỉ cần là một người trong team có mặt tại cứ điểm thì cái điểm của các bạn nó sẽ tăng lên. Đấy, nên là tôi cũng không cần kiểu như là phải đứng vào đấy làm gì cả, mà sẽ là đi kill địch nha. Úi dồi ôi, ô, vãi, ghê quá công ạ, ghê quá công ạ. Ui rồi, vỡ mẹ đầu ra chứ nhở. Ôi còn tí máu, sợ bay đai luôn. Thì nếu mà chơi chế độ chiếm cứ điểm này á, các bạn chơi nhân vật Alok sẽ có lợi nhá. À mà thông tin với các bạn, đấy là phiên bản OB22 á, các bạn chơi nhân vật gì cũng được, thì khá nhiều nhân vật hỗ trợ cho các bạn có thể là mang thêm tính năng của Alok nhá. Tức là OB22 nó sẽ chia ra là hai loại nhân vật, đó là nhân vật có kỹ năng chủ động và nhân vật không có kỹ năng chủ động. Thì đơn giản thôi, nếu mà nhân vật không có kỹ năng chủ động, các bạn có thể hoàn toàn ép thêm tính năng của Alok vào luôn. Đó, tức là làm sao cho cái hiệu ứng nó không bị đè lên nhau là ok. Yes, bây giờ thì cứ điểm đã đổi sang điểm B rồi. Nhưng mà tôi kill nốt thằng này đã. Ui, thằng nhân nào ngay phía sau đây. À, mày cũng chưa chạy. Bố mày lại sợ mày quá, mày lại trốn rồi đúng không? Đậu xanh. Cũng như là lâu lâu các bạn sẽ được làm kiểu như là cuồng sát lên á. Đấy, các bạn sẽ có một cái bộ trang phục khác luôn. Đây, bây giờ thì tôi sẽ qua điểm B để có thể là thủ cùng team nhá. Yo, ở bên này và chờ địch đến thôi. Ui dồi ôi, cô em áo hồng này. Ra trận này thì chế độ chiếm cứ điểm là đội bạn chơi hơi bị kém. Thế là đội bạn không hiểu cách chơi thì phải. Yo, quét sạch luôn. Đấy thì hôm nay sau khi mà cập nhật thì sẽ có cái chế độ này nha, sau 19 giờ nhá. Thế nên là các bạn có thể là xem cái hướng dẫn chơi, thì Kẹo sẽ hướng dẫn vô cùng là chi tiết để cho mọi người có thể là hiểu về cái chế độ chiếm cứ điểm này. Và nếu như các bạn thấy video này hay, đừng quên cho video một like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Yo. Ui. Mà thiên nhiên tính móc mình nhưng mà có đồng đội thôi. Theo như Kẹo thấy thì chế độ chiếm cứ điểm này là một cái mốt mới, nó dựa theo tử chiến và công nhận là cũng rất là thú vị nha mọi người nha. Ôi thiên nhiên, mà làm gì thế hả? Ôi dồi ôi. Thì các bạn càng đứng tại điểm cứ điểm lâu ấy, các bạn sẽ được cộng điểm càng nhanh luôn. Và đây anh em, ui dồi thiên nhiên vỡ mẹ đầu ra chứ nhỉ. Ui bạn này này, chạy đâu? Nếu mà khi kẻ địch vào trong khu vực cứ điểm ấy thì các bạn sẽ tạm ngưng không được cộng điểm nhá. Hiện tại thì đây, điểm vẫn tăng cao liên tục và đây mình có 81 điểm rồi. Mỗi lần mà có một cái tiếng chuông vang lên, một cái tiếng kêu báo động ấy, thì đơn giản thôi là anh em sẽ chuẩn bị là đổi cứ điểm nhá. Lúc này thì cứ điểm của chúng ta sẽ là điểm C nha. Và tất nhiên rồi, chúng ta sẽ phải qua điểm C thôi. Ui dồi, mới hồi sinh ạ. Ôi, mấy tên này bắn cho cái toác hết mê ở đầu luôn anh em ạ. Khá là dễ chơi nhá. Yo. À, tôi nghĩ là team địch chơi hơi kém thôi. Một số anh em kiểu gì anh em bảo là má Sĩ Kẹo này kiểu như là chủ quan hay là gì đấy, gọi là khinh địch, nhưng mà cũng không phải đâu. Đậu xanh vừa nói xong cái toang mẹ luôn. Oh man, đây rồi này, mấy thằng địch này bố ơi sợ mày quá. Đấy các bạn thấy không ạ, team mình bắn rất mạnh luôn. Địch qua thì làm sao này. Ui rồi, chạy nhanh này mẹ, dám chiếm cứ điểm của bố mày á. À, láo.
Ui má ơi, đông đấy, đông ấy, đông ấy. Tiếp địch bây giờ đang ra sức gọi là chiếm cứ điểm anh em ạ. Đơn giản thôi, anh em hãy cố gắng ở trong khu vực cứ điểm nhá. Yup, 100 điểm, buya. Hey, team địch thua sấp mặt luôn. Đấy, anh em thấy là chế độ chơi này có đơn giản không ạ? Một chế độ chơi rất là vui. Nếu như anh em rủ đồng đội chơi team squad thì không còn gì bằng được nữa. Ok, và đây thì cũng là điểm nhấn trong phiên bản OB22 nhá. Yup, một trận đấu chiếm cứ điểm thì các bạn sẽ mất tầm khoảng là 5 phút cuộc đời. Thế nên là hôm nay tôi sẽ dành 10 phút cuộc đời để làm video này cho các bạn xem nhé. Nhưng mà thực tế thì thời gian editor làm ảnh thu nhỏ các thứ nó phải lên đến 3-4 tiếng. Vậy nên là nếu như các bạn yêu quý Sĩ Kẹo, đừng quên là hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Mỗi một lượt chia sẻ video của các bạn thì sẽ giúp cho video của mình nó được nhiều view hơn, nhiều lượt xem hơn, và mình cũng cảm thấy là vui vẻ với điều đó. Hay. Yes, và anh em ơi, chúng ta chuẩn bị đến với trận đấu chiếm cứ điểm tiếp theo. Mình không hiểu sao thì méo thằng kia được ra ngoài trước nhở. Yes, là nhân vật Warap. Ok, Warap là một streamer được đưa vào làm nhân vật trong game ấy. Tôi không biết là bao giờ Việt Nam mình sẽ có streamer được đại diện làm nhân vật trong game nhở. Chắc chắn là sẽ rất là thú vị đây, nhưng mà không phải tôi rồi. Đơn giản là tôi chỉ là một streamer bình thường thôi, có phải là hot streamer trong làng Free Fire đâu. Có cái đậu xanh. Má mày, láo à. Ôi, dám vào cứ điểm chỗ anh ấy hả? Yes, các bạn thấy không ạ? Hiện tại thì đây, cứ điểm đã bắt đầu tính điểm rồi nhá. Oh man, điểm cộng liên tục luôn nha mọi người. Team địch thì mới chỉ được cộng có 1 điểm thôi, team mình là 7 điểm này, tăng lên liên tục. Má mày, qua chiếm cứ điểm với team anh á. Tuổi gì? Nói chung là mấy thanh niên dâm dơ mà làm sao mà có tuổi mà chơi chế độ này với kẹo được. Cũng như là đây là chế độ mới mà. Cái này là mình chơi trên xe vừa thử nghiệm nha, nên là một số anh em các bạn vẫn chưa biết chơi ấy. Hầu như là anh em vào test chế độ này là chủ yếu thôi. Đó thì nó là cách chơi của chiếm cứ điểm nhá. Và thì em đứng ngay ở ngoài. Vào đây em. Mà đéo ai chơi thế. Ui dồi, vỡ mẹ đâu. Ok. Ôi các bạn thấy không ạ? Team mình thì thủ rất là chắc tại đây rồi nha. Điểm phòng thủ tại C này luôn luôn duy trì là có 3 người nhá, từ 2 đến 3 người nhá. Thế này thì địch nó đỡ làm sao được. Có mà đỡ bằng niềm tin và hy vọng chứ chẳng đùa nhỉ. Đấy, bây giờ là địch nó sợ mẹ luôn. Đùa, mấy ông sao đấy, mấy ông phải qua đây chiếm cứ điểm thì bên tôi nó mới kiểu ngừng cộng điểm chứ. Cứ để bây giờ kiểu 4 điểm mới sắp win mẹ rồi. Nói chung là mấy ông này vẫn chưa hiểu luật chơi cho lắm. Cái đậu xanh này vỡ đầu, sợ bố chưa? Ai? Hay là bảo đéo sợ đi. Đây, bây giờ thì mình sẽ phải qua điểm A. Như vậy là anh em đã hiểu sơ qua về cái cách chơi đúng không nào? Đó là nó sẽ chọn ngẫu nhiên giữa 3 điểm này, điểm A, B, C, cũng như là nếu như các bạn đi vào trong cái hòm này, các bạn sẽ được tăng tốc độ di chuyển và tăng độ nhảy cao nha. Đó cũng như là có một cái bộ trang phục nó ngầu hơn kiểu cuồng sát mọi người ạ. Kiểu như là các bạn đã tiến hóa, được chưa ạ? Yeah. Một chế độ chơi rất vui, rất thú vị. Thế nên là hôm nay cập nhật xong thì anh em nhớ vào chơi nhá. Mà đậu xanh này, mỗi tội là cái mod này các bạn không thể mua được bom keo. Các bạn lựa chọn combo súng sẵn có mà, nên là nhiều khi nó hơi khoai. Đấy, chỉ có mỗi khoản đó, còn lại chế độ chơi rất vui. Mà đậu xanh mẹ cầm thông sơn này bắn thế đéo được. Vãi đài. Địch nó ở mãi xa anh em. Các bạn tôi khổ không? Anh em lưu ý nha, phải đứng trong vùng cứ điểm này thì nó mới được cộng điểm nhá. 71 điểm rồi nè, sao win mẹ ơi. Tức là 100 điểm các bạn sẽ win một trận đấu chiếm cứ điểm nhá. Cái đậu xanh này, má mày, ui dồi ôi này. Chẳng qua đang bắn hết đạn, tội xài súng lục. Mà thường anh súng lục thì các bạn solo với tiểu liên, solo thế nào được. Khó vai đai ra chứ anh em, mà đừng đùa. Yeah, thì mình sẽ quay trở lại cứ điểm A nhá. Đó, chiếm cứ điểm. Và sau đấy thì vẫn tiếp tục vai trò của mình, đó là phòng thủ thôi, chờ đi qua và cứu chúng nó. Ui, tiên địch chơi thật đéo, chơi kém vai luôn anh em ạ. Oh man, tiên địch này các bạn thấy không ạ? Nó không thèm qua luôn cơ. Và đây bây giờ chúng ta lại quay trở lại cứ điểm C nhá. Đó, trở về cứ điểm ban đầu. Yo, như là địch mấy thằng nó thoát trận hết rồi sao? Còn mỗi đứa hay sao nên nó sợ, nó không dám chơi. Ui, thôi. Thôi thế team anh win mẹ rồi. Thôi đéo nữa, đây. Vẫn chạy qua, vẫn cố gắng à. Thăm ngàn, kẹp ngần này. Sống thế đéo nào được, ui anh em tôi đang đứng ngoài này.
Địch nói sợ vai ra chứ nhờ anh em nhờ. 100 điểm thôi. Win. Buya, vô cùng đơn giản. Ai. Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ nha. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người sau.